Đây. Mình chán Kim Nam tính. Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh của Duy Khải Gaming nha. Đâu rồi, sao nó dính chỗ này ta? Dính mất rồi. Đây đây đây, được hạ sói này nè. Đây. Đó, anh em thấy chưa? Ok, cái này video này Khải quay lại nè mày. Vừa rồi thì Khải đánh con boss họ anh em. Đó, anh em thấy chưa? Như hai con liên tiếp. Không biết là con này là con đầu hay con trước đây. Tại vì Khải đang quay lại clip. Tại bây giờ thì nói chung là may mắn không có nhiều. Khải vừa được một món đồ khá là mắt pin. Nên là Khải quay lại cho anh em xem. Rồi Khải up lên cho anh em xem. Đó. Tại vì con này con họ nha anh em. Chung là vừa rồi thì xong xuôi rồi thì mình cũng dạo thì thấy nó nhặt một mớ đồ luôn anh em. Đó, xong nó vứt ra ngoài. Xong đầu là con nghe mi. Con nghe mi này nọ các kiểu. Xong vứt ra ngoài. Đó, giờ không biết là cái gì luôn. Khải đang đi. Khải đang nhìn lung tung. Khải tìm cái vị trí bot. Quên, Khải tìm mắc ạc kia thì nó có nhặt được gì không anh em? Là con Nam đọc được một cái đai lưng khá đẹp, làm chậm 40 dòng 2, sinh lực như 18, nội lực 8 và làm thông pháp 7. Biết con đó là con 1, con 2 rồi tí nè mày. Tại vì vừa rồi Khải một lần hai con boss lận. Rồi thử nó quay đến đoạn nào Khải coi. Một lần hai con boss lận. Rồi phải con thứ hai không hay là hết con đó hết rồi. Đem đợi tí. Trong cái video này đến hai con boss trong vòng 2 phút thôi anh em, 2 phút thôi. Anh hai con boss họ một chỗ. Hơi khác chỗ chứ, một chỗ tầm 7. Hai con boss họ anh em. Hai con boss họ. Rồi chuẩn bị đến boss thứ hai. Đây, trước lần này quốc con thêm boss thứ hai nữa. Anh em đợi chút nha. Đang boss đầu tiên thì không có gì, boss đầu tiên thì không có gì. Boss tiên thì bói tìm không có gì. Boss thứ hai. Đâu rồi? Sắp tới rồi. Cái này cái video này hãy quay lại thôi. Sắp tới rồi nè. Để tí. Đâu rồi? Có chưa ta? Từ từ nha. Cho tí tiếng lên. Đâu rồi? Đó. Được một cái đai lưng 540 dòng 2. Đó, đến đoạn đó này là Khải cho anh em xem đồ này. Đây. Bây giờ thì Khải sẽ quay về con Nam đọc cho anh em xem. Đây, cho anh em xem cái đồ. Đó. Anh hai con mà con vừa rồi là con thứ hai anh em, con vừa rồi con thứ hai. Đây. Đó chết ta, tắt màn hình này. Đây. Khải cho anh em xem này. Đó. Sinh lực 6. Thân pháp 7, làm 140 anh em. Nói chung là cái đai lưng này thì bây giờ mình nếu lên rao bán thì cũng được tầm 3 đến 5 kim anh em. Khải nghĩ giá nó cũng được tầm 3 năm kim thì gỡ được ít năm quá tử anh em. Đó. Thấy chưa? Anh em thấy chưa? Nãy giờ hơi anh em chưa biết như thế nào đó, giờ anh em thấy cái đai chưa? Đó. Con Nam đọc nhận được anh em ơi. Con Nam đọc này thì nó nhận được những món đồ thì nó sẽ bán anh em, đồ nào đồ cùi nó sẽ bán anh em. Khải auto hết rồi. Đồ này nhận được đai lưng thì được Khải cắt con rừng ra. Rồi nó bán cái mất bỏ bàn luôn nè. Đó, tiến ra bán. Quá ngon. Rồi, chuột phải cho nó bán mấy món này thôi. Đó, đó. Cái dây này cũng cua cái bán đi. Rồi. Đó, nói chung là video này thì làm được cái đai lưng làm chậm 40. Sinh lực 8, nội lực 10 mấy. Nói chung là cũng dạng là đủ xài anh em tầm này. Với cái hiệu ứng 40 thì bán còn có giá rồi. Đó, nói chung ngày mai Khải sẽ up gì anh em xem ủng hộ video nha anh em ơi. Tầm này thì vừa hết quá tử luôn anh em. Hết quá tử cho ta. Ồ, sao con này con vỏ đang còn mà con nó hết. Vừa hết rồi quá tử rồi. Đó là cánh tiếp quá tử mới. Đó, cánh tiếp quá tử mới bắt đầu tiếp. Đó. Ok, quá thơm.